Chi phí năng lượng là một trong các chi phí sản xuất vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, nhiều thông tin đã chỉ ra rằng ở nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất công nghiệp có những thời điểm chi phí năng lượng chiếm đến hơn 60% giá thành của sản phẩm. Chính vì thế, việc thực hiện đồng bộ các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết giảm chi phí năng lượng sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt các rủi ro, chi phí sản xuất, vận hành sẽ giảm, cho phép doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao hơn, đồng thời có thể tối ưu giá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông Trịnh Quốc Vũ đã nhận lời mời tham gia chương trình của VTC. Đến nay thì có thể nói là chúng ta đã có một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ và kiện toàn về những giải pháp tiết kiệm năng lượng. Trong đó thì vai trò tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp luôn được coi là trọng điểm. Vậy thì điều này được thể hiện như thế nào thưa ông? Vai trò của các cái doanh nghiệp đã được quy định ở trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, mà tập trung vào những cái doanh nghiệp có quy mô lớn, các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Đây là những cái cơ sở công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tải có cái mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 tấn dầu quy đổ trở lên một năm. Và những cái tòa nhà công trình xây dựng mà có cái mức tiêu thụ năng lượng từ 500 tấn dầu quy đổi trở lên một năm. Thế thì luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã quy định là những cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm phải thực hiện các cái giải pháp để tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, mà cụ thể là các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm là phải xây dựng, thiết lập và duy trì cái hệ thống quản lý năng lượng ở trong cơ sở, và có trách nhiệm là phải tiến hành kiểm toán năng lượng ít nhất là một lần trong vòng 5 năm dựa trên các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề cập tại báo cáo kiểm toán năng lượng, thì thực hiện các cái giải pháp về công nghệ và về quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Đây là những cái quy định của luật về cái nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Ngoài ra thì từ năm 2014 đến nay thì Bộ Công Thương cũng đã xây dựng các cái thông tư quy định về định mức tiêu thụ năng lượng cho các cái doanh nghiệp công nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng trọng điểm, bao gồm những cái ngành như là ngành hóa chất, ngành thép, ngành sản xuất bia và nước giải khát, ngành nhựa, ngành sản xuất giấy và bột giấy, ngành sản xuất đường mía và ngành chế biến thủy hải sản. Trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát để đưa ra hiệu chỉnh lại các cái định mức tiêu thụ năng lượng của các ngành này phù hợp với cái điều kiện phát triển của các cái ngành công nghiệp này trong cái giai đoạn sắp tới, cũng như là sẽ ra soát để tiếp tục xây dựng và kiện toàn các cái hệ thống quy định về định mức sử dụng năng lượng cho các cái ngành công nghiệp khác mà có cái tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Ông đánh giá như thế nào về ý thức tiết kiệm năng lượng và thực trạng sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp trong thời gian qua? Có thể nói rằng là sau một thời gian dài chúng ta thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong giai đoạn 2006-2015, và trong giai đoạn hiện nay khi mà chúng ta đang triển khai thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030, thì qua theo dõi đánh giá thì chúng tôi thấy rằng là cái ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp nói riêng và của toàn cộng đồng người dân và xã hội nói chung thì đã được nâng lên rất là rõ rệt. Nó thể hiện qua các cái kết quả khảo sát của Bộ Công Thương chúng tôi. Thì theo đó là trên 90% người dân là đã hiểu được cái lợi ích của tiết kiệm năng lượng và đã nắm bắt được các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Đối với các doanh nghiệp thì gần như là tất cả các doanh nghiệp thì đã hiểu được về các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng mà có thể áp dụng được trong cái lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mình. Thế nhưng mà tuy nhiên thì từ cái nhận thức này cho đến cái hành động là để thực hiện được các giải pháp quản lý hay các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp thì chúng tôi thấy vẫn còn có khoảng cách. Cụ thể ở đây là theo đánh giá thì chúng ta đã có những cái lộ trình để giảm cái định mức tiêu thụ năng lượng ở trong các cái ngành công nghiệp là tiêu thụ nhiều năng lượng, như tôi đã đề cập là những ngành mà Bộ Công Thương đã xây dựng
và ban hành định mức sử dụng năng lượng cho các cái ngành công nghiệp trọng điểm thì đã có kết quả nhất định về giảm cái mức tiêu thụ năng lượng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nhưng tuy nhiên thì cái tiềm năng về tiết kiệm năng lượng trong cái ngành này nó vẫn còn rất lớn. Thì chúng tôi đánh giá là cái tiềm năng kỹ thuật để giảm cái cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp chúng ta có thể còn từ 20-30%. Nói một cách khác, có nghĩa rằng là các cái doanh nghiệp của chúng ta, nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thì còn chưa thật sự là sử dụng hiệu quả năng lượng. Thế và do đó chúng ta, Bộ Công Thương chúng tôi và các doanh nghiệp còn rất nhiều việc phải làm trong giai đoạn sắp tới. Một lần nữa xin được cảm ơn ông.